Kiểu phụ nữ mà đàn ông mong muốn giữ bên mình. Thực tế thì có những người phụ nữ dù không xinh đẹp nhưng họ vẫn luôn còn rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Vậy nên phụ nữ không chỉ lấy sắc đẹp để mà giữ chân của người đàn ông. Bởi phụ nữ đẹp không phải là kiểu phụ nữ khiến đàn ông mong muốn giữ bên mình. Kiểu phụ nữ mà khiến đàn ông mong muốn giữ bên mình là kiểu mà những người phụ nữ bản lĩnh. Họ không cần phải lôi cuốn bất kỳ ai nhưng đàn ông thì vẫn luôn khao khát chinh phục họ. Bởi chỉ có những người phụ nữ dại thì mới dùng thể xác để mà gạ gẫm đàn ông. Đàn ông khi yêu thì họ luôn nghiêm túc với người mình yêu. Những cô nàng ve vãn đàn ông với thân hình đẹp có thể thu hút đàn ông một cách nhanh chóng. Nhưng với những người đấy thì có thể chơi chứ không phải để lấy về làm vợ. Không ai là trẻ đẹp một đời. Vậy nên đàn ông luôn trân trọng những người phụ nữ thanh lịch và đứng đắn. Phụ nữ tinh tế thấu hiểu là mẫu người thu hút đàn ông. Sự tinh tế, sự thấu hiểu hoàn toàn khác với sự quan tâm quá mức. Bạn hãy tạo một cái không khí vui vẻ khi nên và thấu hiểu khi cần. Hãy dùng những cái lời nói dịu dàng với cái thái độ vui vẻ để cuộc sống cả hai luôn dễ chịu và thoải mái. Chồng mệt thì hỏi han, chồng phiền muộn thì chia sẻ, chồng không vui thì hài hước đôi chút. Vợ chồng là để gồng gánh thay nhau. Vợ biết điều ấy thì chồng sẽ yêu thương hơn. Vợ tinh tế thì gia đình cũng đầm ấm hơn. Nếu bạn quá quan tâm ấy thì sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu và sẽ không có sự trân trọng nào tồn tại trong cái mối quan hệ này đâu. Vậy nên ấy, hãy yêu một cách tỉnh táo. Mẫu người phụ nữ khiến đàn ông giành giật nhau là mẫu người luôn có ý thức tự chủ về tài chính nhưng không quá độc lập. Trước tiên, bạn phải có khả năng tự lo cho bản thân. Bởi ngay cả ba mẹ cũng không thể lo cho con cái hết cái đời này cơ mà. Tự chủ về tài chính không phải là sự thể hiện mà dựa trên cái mong muốn san sẻ cùng nhau. Tình yêu không bị xem là mù quáng khi bạn thực tế. Bởi thực tế trong tình yêu không phải là điều xấu mà bạn duy trì được mối quan hệ từ hai phía một cách lâu dài hơn. Và bạn có thể dành cả cái thanh xuân để tìm hiểu nhưng phải dành cả đời để thấu hiểu nhau. Mẫu người phụ nữ khiến đàn ông luôn tiếc nuối khi đánh mất đây chính là mẫu người luôn đưa ra những cái giải pháp khi gặp vấn đề. Đó là những người phụ nữ luôn có suy nghĩ chín chắn, tích cực và thấu đáo. Họ luôn chủ động trong việc giải quyết mọi vấn đề và đưa ra những cái cách tháo gỡ hợp lý. Vì thế, luôn học hỏi, luôn tạo một cái thói quen rèn luyện tư duy mỗi ngày để khi đó bạn sẽ luôn nhanh nhạy trước mọi tình huống trong cái cuộc sống này. Và phụ nữ đẹp ấy, về hình thức bên ngoài không hẳn là sẽ có được tất cả. Đàn ông thì thực tế hơn chị em nghĩ. Điều mà giữ chân đàn ông đấy chính là nét đẹp từ bên trong. Nhan sắc bạn đẹp là một lợi thế, nhưng cái cốt lõi giữ chân của người đàn ông chính là giá trị từ chính bản thân của bạn. Và cảm ơn tất cả chị em chúng ta đã theo dõi cái video trên kênh YouTube của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp vào lúc 21 giờ mỗi tối thì chúng ta hãy bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video của Linh. Và chúc cho tất cả chị em có một mối quan hệ hạnh phúc, bền vững và lâu dài. Xin chào và hẹn gặp lại chúng ta vào tối ngày mai.